Chào mừng mọi người đến với kênh của Khang Luxury nha. Hôm nay nhà Khang xin giới thiệu tới mọi người một dòng máy cực kỳ chất đến từ nhà Hublot. Đó chính là Hublot Big Ben Unico. Thì dòng này sử dụng một cỗ máy Chronograph lộ cơ nha mọi người. Đây rất là đẹp ha. Đây lộ cơ cái mặt sau cho mọi người luôn. Đó. Thì là tuyệt tác cơ khí luôn nha mọi người. Thì dòng máy Chronograph này sẽ có chức năng là bấm giờ nha mọi người. Thì ở trên đây sẽ có hai cái nút, mình sẽ bấm nút này và cái gió sẽ chạy. Nếu mà mình muốn dừng thì mình bấm thêm một lần nữa, đó là đo khoảng cách thời gian bằng giây. Nếu mà muốn reset lại thì mình bấm phím dưới. Đó là chức năng của máy Chronograph. Và cái bên đây là hiển thị thời gian theo giây nè, đó mọi người có thấy không? Còn bên đây là ô lịch ngày. Ngoài ra con này còn có chức năng thay dây với chỉ với một bấm, tức là chức năng quay click. Thì mọi người có thể bấm vào cái dây này. Đây. Đó, rất là dễ dàng mọi người ha. Dù mọi người có thể mua thêm các dây màu khác để thay đổi các việc khác nhau. Đó. Đây là bộ máy của em đó. Thì để gắn vô cũng cực kỳ đơn giản luôn nha mọi người ha. Ở đây sẽ có một cái lẫy đây, người gắn vô. Đó. Đẩy vô là xong. Đó. Ở phía trên cũng vậy. Hiện tại thì nhà Khang đang sẵn con này nha. Nếu mọi người cảm thấy ưng ý con này có thể liên hệ Khang qua số điện thoại 094 tứ quý 2092 hoặc 0977 121212. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.